tiểu sử diễn viên Nguyệt Ánh, người đẹp màn ảnh lận đận tình duyên và cuộc hôn nhân bất ngờ với ông xã Ấn Độ. Nguyệt Ánh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nguyệt Ánh. Cô sinh ngày 12 tháng 8 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Nguyệt Ánh đã may mắn được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời vào vai Vân trong phim Dốc Tình. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1984 tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để vào vai Mai Đình trong phim Hàng Mặt Tử. Thành công của hai vai diễn đầu tay giúp cô nhanh chóng phủ sóng màn ảnh nhỏ với phim Mầm Sống và phim Miền Đất Phúc. Là một diễn viên nữ nổi tiếng của làng điện ảnh Việt Nam, Nguyệt Ánh đã được công chúng biết đến và yêu mến qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh như Gia Đình Phép Thuật, Cổng Mặt Trời, Dòng Sông Huynh Đệ, Thứ Ba Học Trò, Giấc Mơ Cổ Tích, v.v. Là diễn viên tay ngang, nhưng Nguyệt Ánh lại gặt hái được rất nhiều thành công trong nghề diễn. Cô đạt được giải nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Awards 2010 với vai Thư Cầm trong phim Thứ Ba Học Trò. Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Awards 2013 với vai Hoài Hương trong phim Cá Cược Cuộc Đời. Từng trải qua tình yêu với người tình lừa đảo. Nguyệt Ánh từng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng năm 2015, khán giả vô cùng bất ngờ khi hình ảnh người tình lừa đảo của diễn viên Nguyệt Ánh đã được tiết lộ. Người tình lừa đảo của diễn viên Nguyệt Ánh khá điển trai, từng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Trên Facebook cá nhân của nữ diễn viên Nguyệt Ánh, cô đăng tải dòng trạng thái rất dài, chia sẻ những cảm nghĩ của mình về người yêu cũ. Để có thể miêu tả chính xác về người tình sở khanh này, cô đã trực tiếp dùng những từ như nuôi ông tài áo hay ăn cháo đá bát. Diễn viên Nguyệt Ánh cho biết, bạn trai cô từng nhiều năm sống ở ngoại quốc, giờ đang là một người thành đạt, nhưng thực tế, bản chất lại không như vẻ bề ngoài. Anh chàng doanh nhân này hẹn hò với Nguyệt Ánh trong một khoảng thời gian hơn một năm. Theo lời kể, anh là một kẻ sẵn sàng cặp với đàn bà đã có gia đình, có con hoặc tán tỉnh những cô gái có điều kiện nhưng lại không hề thẳng thắn trong vấn đề tiền bạc, ngay cả với người em họ của mình. Người yêu cũ của cô còn là người tham vọng, bất chấp thủ đoạn để có thể đạt được mục đích. Vì mù quáng trong tình yêu, diễn viên Nguyệt Ánh đã đáp ứng hết tất cả các nhu cầu vật chất cho người đàn ông này với lời hứa, vay tiền sẽ trả. Thế nhưng, sau khi hai người chia tay và trễ hẹn gần một năm mà không thấy anh thực hiện lời hứa, chính vì vậy, Nguyệt Ánh đã thẳng thừng vạch mặt đây là một người vừa ăn cướp vừa la làng. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những hình ảnh về bạn trai của diễn viên Nguyệt Ánh cũng phần nào được hé lộ. Không ai có thể ngờ rằng, đằng sau bề ngoài hào nhoáng này là một gã đàn ông phong lưu, nhập nhằng tiền bạc và luôn có ý định đào mỏ bất cứ đối tượng nào. Cuộc hôn nhân bất ngờ với ông xã Ấn Độ. Sau cú sốc trong chuyện tình yêu, Nguyệt Ánh càng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Người đẹp dịu dàng và trong sáng dường như đã mất niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2017, Nguyệt Ánh gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với người chồng Ấn Độ tên là Kilapathy Eswarao. Được biết, chồng nữ diễn viên đã ngoài 40 tuổi là giáo viên yoga ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi quen biết và yêu nhau được gần một năm trước khi quyết định về chung một nhà. Theo Nguyệt Ánh, hai vợ chồng cô có nhiều điểm tương đồng về tính cách như thích chăm sóc gia đình, yêu thiên nhiên và thích đi phượt. Chia sẻ về hôn nhân với người chồng Ấn Độ, nữ diễn viên kể: những ngày mới cưới, vợ chồng cô gặp nhiều khó khăn trong việc dung hòa văn hóa, ngôn ngữ và cả thói quen sinh hoạt, sở thích ăn uống. Nhưng vì tình yêu, cặp đôi cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết. Cô chia sẻ, cuối cùng chúng tôi thống nhất không có văn hóa Ấn hay văn hóa Việt gì hết. Cả hai sẽ tự tạo ra văn hóa riêng cho gia đình. Tháng 8 năm 2018, Nguyệt Ánh sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Nanda. Thời gian đầu, cô giấu kín khuôn mặt con. Đến khi cậu bé chững chạc hơn, cô mới công khai con nhỏ trước khán giả. Con trai đầu lòng của nữ diễn viên được khen ngợi sở hữu nét đẹp từ bố mẹ với vẻ ngoài khôi ngô, nước da trắng hồng, đôi mắt to, trong sáng. Sau khi kết hôn và sinh con, Nguyệt Ánh cũng hạn chế các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Cô phụ chồng quản lý lớp yoga và kinh doanh thực phẩm lành mạnh. Công việc kinh doanh của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp, nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, bình dị bên chồng con.
tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nguyệt Ánh tự hào tiết lộ, chồng cô rất khéo léo trong việc chăm sóc con trai. Tất cả công việc nhà anh đều có thể làm tốt. Anh nấu ăn, tắm cho con, ru con ngủ, thay bỉm cho con rất thành thạo. Thỉnh thoảng, ông xã người Ấn Độ còn vào bếp nấu các món ăn Việt Nam cho vợ. Nguyệt Ánh tâm sự, khi con còn nhỏ, cô không ngại thức đêm, thức hôm chăm con. Vì thế, gương mặt cô có chút hốc hác. Tuy nhiên, cô hạnh phúc khi được chứng kiến từng sự thay đổi ở con. Nguyệt Ánh cũng hạnh phúc tiết lộ giữa cô và chồng không giấu nhau bất cứ điểm gì. Cô có thể thoải mái chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc với anh. Nguyệt Ánh thừa nhận, tất cả những thông tin về chồng cô xuất hiện sau đám cưới đều sai. Tuy nhiên, nữ diễn viên không muốn đính chính. Cô chỉ tiết lộ, chồng là người thích sống với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích đi phượt. Sau khi sinh con trai, Nguyệt Ánh dừng đóng phim một thời gian. Cô muốn toàn tâm, toàn ý lo cho con một cách tốt nhất. Phải đến tận năm 2021, Nguyệt Ánh mới quay trở lại phim trường với tác phẩm Má Tôi Là Đại Gia. Bỏ lại đằng sau những vai diễn hiền lành, cam chịu, Nguyệt Ánh hóa thân vào nhân vật Thắm, cô con dâu nhiều mưu mô, thủ đoạn của má Hoàng. Thắm và Chí Hùng do Ngọc Thuận đóng, yêu nhau từ hồi sinh viên. Họ có chung một bé gái. Tuy nhiên, sau khi bắt gặp Thắm ngoại tình, Chí Hùng đã bỏ rơi cô. Không cam tâm, Thắm tìm mọi cách lấy lòng mẹ Chí Hùng. Với vẻ ngoài dịu dàng, hiền thục, Thắm dễ dàng đạt được mục đích. Tuy nhiên, rắc rối của Thắm bắt đầu khi tình cũ xuất hiện. Hắn ta yêu cầu cô phải đưa cho mình một số tiền lớn, nếu không sẽ tung những ảnh nhạy cảm của cả hai người lên mạng. Điều thú vị là trong phim Má Tôi Là Đại Gia, Nguyệt Ánh có dịp tái ngộ hai người tình màn ảnh là Huy Khánh và Ngọc Thuận. Trong phim, Huy Khánh vào vai người tình cũ của Thắm, còn Ngọc Thuận vào vai Chí Hùng. Trước đó, Nguyệt Ánh và Huy Khánh vào vai một cặp tình nhân trong phim Đam Mê Nghiệt Ngã, còn cô và Ngọc Thuận vào vai một cặp vợ chồng trong phim Muôn Kiểu Làm Dâu.